Vài ngày trở lại đây, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, vẫn chỉ có 268 người mắc dịch bệnh này, trong khi đó trên toàn thế giới đã có trên 2,5 triệu người mắc. Dù rằng cuộc chiến chống dịch chưa kết thúc, nhưng Việt Nam đang trở thành hình mẫu chống dịch của khu vực và thế giới. Vì sao mà một quốc gia đang phát triển với hệ thống y tế vẫn còn nhiều sự hạn chế, tiềm lực kinh tế thì chưa mạnh, lại vẫn có thể kiểm soát dịch với hiệu quả cao như vậy? Và câu trả lời thì nằm ở sự ổn định chính trị và ở tính ưu việt của chế độ ta. Đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều quốc gia lâm vào tình trạng khó khăn trong việc thực thi các giải pháp phòng dịch. Ở Việt Nam, mọi quyết định của chính phủ đều được người dân nghiêm túc thực hiện và các giải pháp được thực hiện đồng bộ từ trên xuống một cách hiệu quả. Để chống dịch COVID-19 như bài học của Việt Nam chúng ta, thì vấn đề đầu tiên đấy là ổn định chính trị xã hội, là phải sự thống nhất của người dân đối với chính phủ. Đây là bài học vô cùng quan trọng bởi Việt Nam chúng ta đã chứng tỏ với cả thế giới. Sự quyết liệt của chính phủ, sự đồng lòng ủng hộ của người dân không phải tự nhiên mà có. Đó là truyền thống, là kết quả của một hệ thống chính trị ưu việt mà Việt Nam đã kiên trì dựng xây kể từ khi thành lập nhà nước đến nay. Phải nói là ta phản ứng rất nhanh, rất kịp thời và chính xác. Mà bước đầu đã đạt được những kết quả tốt. Nhân dân ghi nhận cái công lao này. Thế giới người ta cũng hoan nghênh chúng ta thế này và cho ta thêm kinh nghiệm. Rõ ràng là báo chí, dư luận nước ngoài ta khen lắm. Nhất là cái hệ thống chính trị của ta. Nó bảo nếu không có hệ thống chính trị như của Việt Nam thì chắc không làm được đâu. Cái này là cái thành tích rất lớn, rất tốt. Sự ưu việt của hệ thống chính trị Việt Nam đã được dư luận báo chí nước ngoài ghi nhận và ca ngợi. Trong số đó, có bài phân tích trên trang điện tử Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Tác giả bài viết đã nhận định rất rõ ràng. Vì Việt Nam là một quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của một đảng, lực lượng quân đội, an ninh được tổ chức tốt, nên Việt Nam đã có thể đưa ra được những quyết định rất nhanh chóng, thực hiện chúng ngay lập tức và từ rất sớm. Trong khó khăn, thử thách, điều chúng ta nhận thấy rõ nhất, quý giá nhất, đó là sự bình yên, ổn định. Và thực tế, hiệu quả những ngày chống dịch vừa qua của một đất nước Việt Nam ổn định chính trị là lời phản bác đanh thép nhất cho những kẻ đã và đang nuôi ý định xuyên tạc, kích động, hòng làm thay đổi chế độ ta, hòng làm suy giảm vai trò lãnh đạo của đảng ta, hoặc muốn làm người dân mất niềm tin vào đảng, gây mất ổn định chính trị. Hơn 90 năm lãnh đạo đất nước, đảng ta đã phát huy năng lực lãnh đạo của mình để mang lại sự bình yên và ổn định cho đất nước, cho nhân dân. Thêm tin yêu vào đảng, cả dân tộc Việt Nam sẽ chiến thắng mọi dịch bệnh, kẻ thù, tiếp tục ổn định đời sống để phát triển kinh tế đất nước.